Chương trình ô cấp mỗi xã một sản phẩm được triển khai tại Bà Rịa Vũng Tàu từ năm 2019. Đến nay đã có những tác động tích cực, đậm nét đến phát triển kinh tế nông thôn, góp phần chuyển dịch sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Hiện toàn tỉnh đã có 147 sản phẩm đạt được công nhận ô cấp cấp tỉnh, trong đó 63 sản phẩm 3 sao và 84 sản phẩm 4 sao xác định đạt tiêu chuẩn ô cốp chính là định vị chất lượng thương hiệu nông sản, qua đó nâng cao thu nhập cho nông dân một cách bền vững. Các cấp chính quyền, ngành nông nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp hợp tác xã, nông dân trên địa bàn càng nỗ lực xây dựng sản phẩm ô cốp mang đậm dấu ấn bà rịa vũng tàu. Từ nay đến cuối năm, các sở ngành và địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã để mở rộng chương trình ô cốp phấn đấu đến cuối năm 2024 sẽ tổ chức đánh giá phân hạng cho 43 sản phẩm, nâng tổng số sản phẩm ô cốp của tỉnh lên 190 sản phẩm, nhằm đảm bảo mục tiêu về thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025. Bà Rịa Vũng Tàu đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ có khoảng 350 sản phẩm được công nhận ô cốp.